Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây cài tóc cho bé với các cái mũi kép đơn. Phía sau mình có làm cài nút để điều chỉnh. Mặt trước có trang trí một quả dâu có đính hạt cườm xinh xắn như thế này. Đây, mẫu dây cài tóc như thế này. Thì dụng cụ mình gồm lem Mucotone, ta dùng màu hồng để móc phần dây và một ít màu đỏ để làm trái dâu. Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm, hoặc ta có thể sử dụng loại kim có đầu kim lớn hơn sợi len 1/2 như thế này. Ngoài ra còn có kéo cắt len, nút dùng để cài phần dây và một ít hạt cườm nhỏ dùng để trang trí cho quả dâu. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu hồng để móc phần dây cài. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích rộng hơn vòng đầu của bé 1 đến 2 cm. 2 3 4 5. Ở đây mình đã móc lên được 78 mũi móc xích tương ứng với size cho bé tầm 1 tuổi. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó móc cho mình vào chân móc thứ 78 một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho mình đến các cái chân móc cuối cùng. Ở các chân móc cuối cùng ta có một cái sợi len thừa nè. Khi móc các cái chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình dấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây, dấu vào trong mũi móc như thế này. Sau đó móc cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì mình cũng giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc cuối cùng mà ta vừa móc á, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc, các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở cái phần giấu len này, may ở mặt phải của hàng móc nha. Và đầu dây bên này ta sẽ sử dụng khoảng trống giữa các mũi móc để làm lỗ để cài nút nha. Đây, cài lại như thế này để điều chỉnh cho vừa với vòng đầu của bé. Như vậy là mình đã hoàn tất được sợi dây cài tóc như thế này. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trái dâu trang trí. Ta dùng sợi len màu đỏ, các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Khi được 3 mũi kép đơn, các bạn nắm sợi len ngắn guốc lại, để vòng tròn nhỏ lại có một khoảng trống nhất định. Sau đó móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc thứ hai ta sẽ có 3 chân móc của 3 mũi móc đơn phía dưới á. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn vào chân móc này. Chân thứ ba làm tương tự như chân móc thứ nhất, móc 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. Thì
thì hàng móc thứ hai này ta được 5 mũi móc, thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba này các bạn cũng làm tương tự giống như hàng móc thứ hai, cũng thêm mũi vào chân móc đầu tiên. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng cũng làm tương tự, móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Ta thêm được 2 mũi móc ở cái hàng móc thứ ba này, thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng thứ ba này nó đã có cái độ rộng vừa đủ cho cái phần thân của trái dâu. Hàng móc thứ tư ta sẽ không tăng mũi. Các bạn móc cho mình mỗi chân móc, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Hàng móc này ta sẽ không tăng mũi nha. Chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Tương tự các cái chân móc còn lại cũng làm tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến chân móc cuối cùng. Như vậy là phần thân mình được 4 hàng móc. Bây giờ mình sẽ móc các cái hàng móc phía trên, giảm mũi để cho phần thân của mình nó có cái độ bầu nè. Ta lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc thứ năm này các bạn bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai. Móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Hai chân móc cuối cùng này các bạn sẽ chụm lại thành một chân, tương tự như chân móc cuối cùng, hai chân móc giảm thành một chân. Các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân móc cuối cùng, kéo len qua chân móc. Trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Như vậy là phần thân của trái dâu đã có đủ cái độ rộng nè. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần trái dâu và tạo góc nhọn ở phía dưới. Khi viền thì các bạn lưu ý viền cho mình ở phần trên trước, sau đó vòng qua phía dưới nha. Thì cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân kế bên móc một mũi móc đơn. Hai chân móc cuối cùng sẽ chụm lại thành một chân. Đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len. Để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mà ta vừa chụm á, chân móc cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Sau đó chuyển sang chân móc của cái hàng móc phía dưới này, móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo của hàng móc phía dưới cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Thì khi móc có cái sợi len thừa này các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc luôn nha. Để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn. Ta vừa viền được một nửa của trái dâu nè, một nửa phần thân của trái dâu. Thì chân móc để tạo góc nhọn sẽ là vòng tròn ma thuật đầu tiên mà mình gây nên á. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn. 1 2. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái chân móc mà mình vừa móc, móc vào đây 2 mũi móc đơn nữa. Như vậy là trái dâu nó đã có cái góc nhọn nè. Đây. Và cái sợi len thừa của vòng tròn ma thuật các bạn kéo thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Thì cái chân móc cuối cùng ở cái góc nhọn này nó sẽ nhỏ lại nè và khít. Bây giờ mình sẽ viền phần thân còn lại. Móc cho mình vào chân móc của hàng móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Và chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Cứ móc tương tự cho mình cho đến chân móc mà ta viền đầu tiên á. Khi đã viền được toàn bộ phần thân của trái dâu, móc cho mình vào chân móc mũi đơn đầu tiên mà ta gây nên.
móc vào đây một mũi dời. Đây, đây là chân móc đầu tiên của cái phần viền nè. Móc cho mình vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì mình vừa hoàn thành được phần thân của trái dâu nè. Các bạn sẽ cắt len và giấu len thừa vào trong mũi móc nha. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hình thành được một form của trái dâu như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết phần lá ở phía trên. Ta dùng sợi len màu xanh tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì chân móc đầu tiên mà mình gây nên sẽ là chân móc mũi dời cuối cùng của ba chân móc đầu tiên ở cái phần thân trên của trái dâu nè. Đâm kim cho mình vào chân cuối cùng. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Thì phần lá của mình, đỉnh lá sẽ chia ra ở ba điểm, ba chân móc ở phía dưới của phần thân trái dâu nè. Các bạn sẽ chọn cho mình ba điểm ở đây. Điểm chính giữa phía dưới và điểm bên này. Ba góc như thế này để tạo ba đỉnh của phần lá nha. Bây giờ mình sẽ móc phần lá thứ nhất. Thì phần lá thứ nhất là chân móc này, các bạn sẽ lấy len và đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè. Cái chân móc mà ta chọn đầu tiên của cái lá đầu tiên á. Đâm kim vào đây sau đó kéo len qua. Ta kéo dài sợi len để bằng với hàng móc của phần thân trên. Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc mà ta vừa móc. Đâm kim vào đây tiếp tục móc và kéo len qua chân móc. Kéo dài sợi len để bằng với sợi len ban đầu. Thì phần lá của mình sẽ kết thúc ở hai lần lấy len. Sau đó các bạn sẽ lấy len và đâm kim qua hết các cái chân móc trên kim. Đây, đâm kim qua hết các cái chân móc ở trên kim như thế này. Kéo len qua hết chân móc trên kim. Thì mình hình thành được cánh lá thứ nhất ở phần thân của trái dâu. Tiếp tục cánh lá thứ hai sẽ là chân móc nằm chính giữa của trái dâu nè. Đây, chân móc này. Các bạn cũng lấy len và đâm kim vào chân móc mà ta chọn á. Sau đó kéo len qua chân móc. Kéo dài sợi len để bằng với phần thân của trái dâu. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân móc lần thứ hai. Kéo dài sợi len. Lấy len thêm một lần nữa. Sau đó đâm kim lần thứ ba vào chân móc mà ta vừa móc. Kéo len. Kéo dài sợi len. Thì phần lá chính giữa ta sẽ lấy len 3 lần nha. Sau đó tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta tạo được cánh lá thứ hai ở phần thân. Cánh lá thứ hai ở phần thân sẽ có độ dày dày hơn cánh lá thứ nhất và thứ ba nha. Thì cánh lá thứ ba sẽ là chân móc này. Các bạn cũng làm tương tự cho mình như cái cánh lá thứ nhất. Cũng lấy len 2 lần và đâm kim vào cái chân móc mà ta chọn á. Đây, ba góc của cánh lá như thế này. Thì cánh lá thứ ba sẽ làm tương tự. Lấy len và đâm kim qua cái chân móc ta chọn 2 lần. Sau đó kéo dài sợi len để kim móc ngang bằng với phần thân trên của trái dâu. Tiếp tục lấy len lần thứ hai. Kéo len, sau đó kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta đã hình thành được ba cánh lá nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sợi len thừa này các bạn cũng móc giấu cho mình vào trong mũi móc luôn nha. Thì hàng móc tiếp theo này ta sẽ có ba chân móc. Các bạn sẽ gộp cho mình ba chân móc này lại thành một chân. Ta bỏ qua chân móc thứ nhất, chân thứ hai và thứ ba sẽ chụm lại thành một chân. Đâm kim vào chân móc thứ hai, sau đó kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba là chân cuối cùng. Móc và kéo len. Trên kim được ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta chụm lại được thành một chân. Từ đây móc lên cho mình ba mũi móc xích để tạo cuốn của trái dâu. 1 2 3. Thì độ dài của cuốn trái dâu sẽ nằm ở ba mũi móc xích nè. Quay ngược đầu móc lại sau đó lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ ba của cái sợi dây móc xích này một mũi dời. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi dời.
Chân thứ nhất và là chân cuối cùng cũng móc một mũi dời. Thì mình hình thành được phần cuống của trái dâu nè. Đây, phần cuống của trái dâu, 3 mũi móc. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc này. Đây, đâm kim cho mình vào chân móc này và móc một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Ở sợi len thường này nó đang nằm ở mặt phải của trái dâu, các bạn sẽ dùng kim đâm cho mình vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, đâm kim từ dưới lên phía trên, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc, tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc, giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc màu xanh nha. Đây, giấu vào trong mũi móc màu xanh. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình họa tiết trang trí này vào trong phần thân của dây cài tóc. Ở mặt trước của trái dâu, các bạn sẽ dùng kim khâu khâu cho mình một số hạt cườm vào phần thân trước để trái dâu của mình được nổi hơn. Hoặc là nếu không muốn trang trí họa tiết trái dâu, các bạn cũng có thể trang trí họa tiết thú cho phần cài tóc của mình thêm xinh xắn hơn. Thì ở đây mình có trang trí một mẫu heo như thế này. Thì mẫu heo này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu dây cài tóc trang trí họa tiết trái dâu như thế này. Chúc các bạn thành công.